Sinh năm 1970, Cổ Thiên Lạc là một trong những diễn viên, ca sĩ người Hồng Kông vô cùng nổi tiếng và được khán giả khắp mọi nơi yêu thích, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi visual điển trai không gốc chết. Thậm chí, từng có một chủ đề rất hot tại xứ Trung khi đào lại những hình ảnh của nam diễn viên vào lúc 24-25 tuổi với nét đẹp không khác gì một nam thần. Năm 26 tuổi, với ngoại hình trong thiên địa nam nhi, Cổ Thiên Lạc khiến chị em xỉu lên xỉu xuống với gương mặt thư sinh hào hoa phong nhã. Có lẽ chính vì nhan sắc này mà trong suốt những năm tuổi trẻ, khi đóng cặp với nhiều nữ diễn viên khác như Huỳnh Kỷ Doanh, Tuyên Huyên, Lý Nhất Đồng, anh đều vướng tin đồn phim giả tình thật. Dù vậy, từ đó đến nay, nam diễn viên chỉ thừa nhận duy nhất mối tình với Huỳnh Kỷ Doanh. Đến những năm 2010, dù cũng đã là ông chú chạm ngưỡng 40, nhưng Cổ Thiên Lạc vẫn giữ được sự phong độ và đào hoa của mình. Thậm chí, nam diễn viên còn bị cuốn vào tình tay ba tin đồn với Trần Kiều Ân, Trần Nghiên Hy. Hiện tại, dù đã 51 tuổi, Cổ Thiên Lạc vẫn là một tên tuổi vô cùng uy tín cũng như quyền lực trong làng giải trí và được xem là nghệ sĩ Hồng Kông đóng nhiều phim nhất trong hơn 5 năm qua.